mình xuống thăm má Nhi nha. Thì sáng sớm hôm nay là mấy má con đi qua quán cà phê Nhi để ăn sáng nha. Nhưng mà đặc biệt hôm nay gái mình ăn tới mấy tô? Con 7 tô. Ồ, 7 tô. Gia đình của mình là ai đó biết chưa? Con gái Mon của mình đã nghe. Hello cả nhà. Nga quyết định là sẽ thử thật 7 tô vịt xiêm tiền thuốc bắc ở quán cà phê Nhi nha cả nhà. Cả nhà mình thì hãy đón xem kênh Nga Sumo nha. Nga Sumo sẽ có một cái kênh là về chỗ quán cà phê Nhi ăn 7 tô vịt xiêm tiền thuốc bắc. Nhà mình ơi, cả nhà nếu mà ở Cần Thơ nhớ đến ủng hộ quán cà phê Nhi nha. Và có những cái món ăn đây con gái vô. Hôm nay nha Sumo sẽ ăn 7 tô cũng như vậy nha cả nhà mình. Đó, cả nhà mình thấy đây, một cái đùi vịt xiêm xuất sắc nha. Nếu mà anh em nào ở Cần Thơ cứ đến ăn. Đó, rất ngon luôn. Đó, còn đây là Hoành Thánh. Hoành Thánh bé Trang tự làm nhà nha. Giờ làm giờ hết đây. Quá tuyệt vời đấy. Hấp dẫn quá cả nhà mình ơi. Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Đó, đây là vịt xiêm tiền thuốc bắc nha. Đó, xỉu luôn rồi nha. Bữa nay ăn 7 cái tô này đó nha. Thì cả nhà mình biết nếu mà ngon thì con gái mình nó mới ăn hết nha. Đây. À, có bún riêu chưa con? Bún riêu là đâu? Bún riêu của má đây. Bún riêu má. Thấy sẽ làm cho má. Rồi chút xíu cho. Lên bếp má Nhi nha. Mình đã có mặt ở đây rồi. Yeah. Hôm nay tự đất ăn 7 tô bún khổng lồ của quán cà phê Nhi và quán Nhi tại khu vực Tân Thới Chinh, phường Phước Thới, Phước Thới, quận Âu Môn. Số điện thoại của quán cà phê cũng là 0939288116 rồi cả nhà. Cả nhà mình nhớ đón xem kênh Nga Sumo sẽ có một cái bữa ăn thử thách 7 tô bún bún, 7 tô vịt xiêm tiền thuốc bắc tại quán cà phê Nhi nhé. Quán ăn Sân Vườn Nhi có nhận đặc tiệc phục vụ tận nơi áo quân chiếc kiều vàng năm 2016 với số điện thoại là 02923538789 và 0939949393 ở khu vực Thới Chinh, phường Phước Thới, Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Để má đọc cái số chính của má luôn. Dạ. Cho khán giả là điện ngay má Nhi luôn nha. Dạ. Cái số điện thoại chính của bếp má Nhi là 0939288116 nha cả nhà mình. Nếu có đến quán Nhi Ô Môn Cần Thơ hoặc quán cà phê Nhi để ăn sáng thì cứ điện ngay cái số điện thoại của má Nhi, cũng là bếp má Nhi nha. Để đặt món ăn. Đọc lại một lần nữa cho cả nhà mình rõ hơn nha. 0939288116 gặp má của Nga Sumo. Dạ. Và ủng hộ cho kênh của má Nhi là bếp má Nhi tại gia đình ha. Rồi cả nhà ủng hộ cho kênh bếp má Nhi nha. Ok má. Rồi hai má con. Sáng sớm của hai má con mình. Đúng rồi. Nhẹ nhẹ đi. Ôi trà chanh. Rồi con xin phép mời đại gia đình luôn nha. Con mời má. Đúng rồi. Làm những mì thì má cứ ăn đi nha má. Đúng rồi. Đây má có bí quyết của má đây. Nãy giờ lâu quá nó đỡ. Bún cua nghe cả nhà. Mình vừa bỏ vô đây và vừa chấm bằng cái nước chấm của bún riêu. Có một ít ớt bằm. Ngon không con gái? Nước rất là ngon rồi. Còn má đi Hàn Quốc mà má nhớ là má ghiền những món ăn của mình. Ba món nào cũng ngon. Bún riêu cua cũng ngon, củ tiếu cũng ngon, xiêm tiền thuốc bắc cũng ngon. Đó, má vớt miếng già coi. Wow. Trời ngon. Thịt thật mềm lắm. Đúng rồi. Cũng nhờ má Nhi có một cái truyền lại cho con dâu. Dạ. Ngày xưa má cứ bé Trang về là không biết nấu cơm. Ồ vậy hả? Đúng rồi. Cứ về thì cách đây 17 năm má vô bếp chỉ con ơi con vậy đó. Trong vòng cũng 5 ngày là đứng lên nấu luôn với má tới bây giờ. Ghê vậy? Con làm cái đùi nha. Con làm đùi luôn.
Má thì được có cái là tất cả các con đều ngoan. Con gái ngoan, con trai ngoan, con dâu ngoan. Quá. Ngon không con? Tuyệt vời. Má biết chắc chắn là con má ăn làm ngon tuyệt vời. Dịch xem tìm thuốc bắc thì nó phải mềm vậy đó con. Dạ, mới ngon. Thấm. Thấm. Ngăn vịt xiêm của má con nghe nó đã không? Dạ. Vịt xiêm tươi sống làm. Cái nước cũng ngon. Nước ngon con. Ai mà khó ăn là nhìn con là ghiền chết luôn. Con cảm ơn nữa. Ăn rất nhẹ nhàng, rất gọn gàng. Ai cũng khen. Wow. Đã. Ôi má, có đậu phộng nữa hả má? Không có đậu phộng. Có phải phộng không? Đậu phộng hay là nấm cơm? Gì? Đậu nữa má. Đậu phộng luôn. Bé bé bùi bùi. Ừ. Thì giao cho bé Trang hết rồi nha má, không để ý. Con làm tô thứ hai rồi nghe. Con 7 tô không biết má hết tô này chưa nè. Dạ, má cứ từ từ đi. Con. Cái đồ thịt. Tôi về Việt Nam ăn tô bún riêu đã luôn trời. Má ăn lúc nào cũng phải có cái ớt bằm vậy, làm tương. Dạ. Đó, hai má con mình nói chung là thích cũng giống nhau. Wow. Hết nước chấm luôn hả con? Dạ má. Từng lễ má mới được ăn tô bún ngon, dạ. Tết biết rồi. Món ăn Việt Nam mình vẫn là đỉnh nhất đúng không? Đỉnh nhất. Má ngon. Con đặt hai mấy cái đùi vịt là toàn là một cốc tư không à? Cái đùi khổng lồ. Nói chung là gốc tư là hơn người ta dữ lắm rồi. Dạ. Gốc tư đó là có thể mà hai phần của người ăn ở đây đó con. Dạ. Con tưởng tượng bé Trang bán có 40 ngàn hả? À. Nếu có đùi này lỗ à. Dạ, vịt có 4 cái có 160 là chết luôn à. Cái đùi của con phải bán 80. Ra rồi con ăn gấp 2. Vịt có may mình ở đây là vịt làm nhà, giá cả nó rất là cao. Này là mình cũng lấy có nguồn gốc luôn á. Đúng rồi, trong quê đem ra không. Tại vì má bán nhiều món mà trong đó có cái món vịt xiêm nướng lá bạc hà đó. Ra phải chọn vịt, ngon hay không là do con vịt mình chọn. Con nói bé Trang trụng sạch mì rồi xong nha. Rưới một cái nước sốt gì nữa. Chị hả? Dạ. Bởi vậy đậm đà hết con. Nhưng mà con không học được. Làm nhanh quá. Bí kíp. Bí kíp.
Nước ngon thật hả con, nước xuất sắc thật hả con. Dạ. Nước xuất sắc thật, má nói là cả chợ ông Môn này bây giờ. Nước ngon thì tìm là nó sẽ là đậm vị hơn là những cái nước lèo khác phải không? Ừ. Mà rất là ngon. Nó đậm mà nó không làm gắt, nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu. Có những người làm đậm nhưng mà nó gắt vô cái cuốn họng của mình, mình khó chịu. Cái thứ hai má nha. À. Mà có củ sâm nữa nè. Bởi vì má nói là con ăn hết 7 tô, má mới hết tô bún nè. Giờ này là má mới tin những người khó ăn mà coi khuyên của con. Dạ má. Là tại vì á, má gặp con ăn tô bún riêu. Dạ. Đó, mà có cái da heo nữa. Má tao nó má mơ một đêm một ngày má đi tìm cho được tô bún riêu ăn. Tại mấy bữa đó bé Trang chưa nấu bún riêu. Ừ. Nhưng sự thật là ăn ăn thôi chứ không ngon bằng chỗ bé Trang nấu. Nấu dạ. Thật quá, Trang nấu ăn ngon. Ngày hôm qua tụi con về đây kìa cái sáng sớm dậy ăn sáng thì hết rồi. Còn một tô bún riêu như là tuyền ăn á. Ăn ngon, dạ. Ngon phải không? Ừ. Giờ mình thấy nãy giờ má ăn rất chắc luôn. Nhưng ăn bún riêu thì phải thêm một miếng mắm tôm mới ngon nha con. Tuyền thì đang còn ngủ, dậy sớm không nổi. Mon dậy sớm cho nên giờ hơi bị đuối. Ừ. Trời không biết thương hay ghét má mà con mình mà 4 giờ mưa. Ừ. Mấy má con tính là 4 giờ đi xuống chợ nổi cả răng. 6 giờ hết mưa. Mà nếu mình đi là mình đi về đó con. Dạ. Ủa bây giờ. Giờ này mình về rồi mất. Ừ. Con gọi điện cho cái chỗ đó thuyền á. Ừ. Đó nó mưa lớn lắm chị nghe ơi. Đúng rồi. Tô bún riêu gì mà 30 ngàn. Tô cô tiếu gì 30 ngàn. Một cái tô vịt xiêm tìm thuốc bắc 40 ngàn thì ở đây là giá rất bình dân phải con không? Còn hơn là chắc là phải giá khác luôn. Đúng rồi, của con là giá khác. Mình order là giá lúc nào phải khác mà. Nước chấm này đỉnh lắm, thật sự cái nước chấm này. Quá ngon ha. Con không biết nước mắm à? Mắm má làm ha, với tương ớt, ớt bành. Mềm mại dễ ăn quá trời luôn. Chan cái nước chấm này vô độc quá ha. Dạ. Nãy con nói nước chấm nào ngon? Nước chấm này cũng ngon á. Ừ, đúng rồi. Vậy bé chấm này chấm riêng thì vịt tiềm. Đúng, vịt tiềm là riêng biệt nó là ngon. Ăn dính miệng luôn rồi. Vuông vuông đen đen thì nấu nấu trong gà hầm thuốc bắc á. Ừ. Nó gì vậy? Con cũng không biết đâu nhưng mà cái vị nó thơm á. Đúng. Còn má không? Có đậu phộng không? Ừ, đậu phộng ngon quá. Táo tàu đồ ha. Mì nữa xong rồi ăn cái đùi phải đã. Trời má như giỏi vậy. Ừ. Gần hết rồi. Ngon lắm con ơi. Dạ. Đi thèm. Con hết rồi, con sẽ trang nước vô ba con rồi. Lực luôn. Bất luôn. Quá giỏi luôn. Nói về ăn là con siêu. Cái, con gái của chị Nga Simo sao nó ăn mà nó không có mập, nó đập đáo chỗ đó nó rồi ơi. Vậy mới giỏi chứ. Ừ.
đi gọi đầu ngoài á, mấy chị nói trời ơi gặp má Nhi này đi chung với Nga Sumo nè, má của Nga Sumo nè, mình cũng mừng đi ra Hà Nội có fan hâm mộ. Wow, đã lắm rồi. Em ơi cho chị mấy khăn lạnh em ơi. Nghỉ một chút rồi. Nó ngon coi kìa. Quá trời luôn, cái sớ thịt đó. Trong thời gian chờ đợi mình ăn cái đùi vịt, mình sẽ nhờ một bé em biết cho chị Nga Trang 3 tô nước này nha. Cảm ơn. Ba tô luôn. Cảm rồi, còn tô để đây bưng sao con. Vừa ăn vừa sướng rồi con. Dạ. Thấy cái mặt con là biết sướng. Nè mang tô cũng quá đã luôn rồi. Thơm, không hề nghe mùi hôi của vịt của mình. Đúng rồi. Đúng vịt em. Tươi sống. Mà kiểu bây giờ mình xong rồi đó nghe cả. Mà cái kiểu ông bà mình ngày xưa á. Má đem dẹp quá to. Đúng rồi. Giờ mình uống nước, mình nhìn con gái mình ăn đây. Tí con má uống cà phê. Đúng rồi. Để đây con. Cảm ơn. Để má bưng vô. Quá. Xuất sắc luôn. Đó. Wow. Đó, ngon luôn. Má cho con cái khăn nữa nè. Cảm ơn. Khăn kia lau tay, khăn này lau mặt với con. Con cảm ơn má. Bún tô mì vịt tiềm nghe. Đúng quá. Giờ con sẽ ăn bún. Cảm ơn nha. Đó, ba tô thấy thèm chưa? Thấy thèm nhiều nước miếng chưa? Chín luôn ơi. Xương ống nè, rồi có chân heo nè. Hoành thánh thơm lắm, con ăn thử hoành thánh của bé Trang nó nắng đi. Ôi vậy hả má? Đúng rồi, 3 giờ khuya ở trên ông Môn đem thịt xuống. Wow. Rồi bà Trang nó mới rửa muối, rửa nước lạnh lại sạch sẽ để gáo khoảng 15 phút. Cái phần này. Còn cái đem cái thịt xay xuống là 3 giờ bé Trang mới vấn hấp rồi. Bây giờ mình ăn từ sáng tới giờ. Mình ăn thử đi. Dạ. Con nghe được cái mùi thơm sao con nói cho khán giả con biết. Cái hoành thánh này dai. Còn cái thịt thì rất là thơm. Ăn hết nói được luôn. Dạ, nước ngon lắm á. Ngon, nước nào cũng ngon hết. Nhưng mà vừa cho là bún nó bốc khói thì mình ăn nó sướng á. Đúng rồi, dạ. Này mình chụm hơi sớm đó. Đúng là chụm từ tô. Dạ. Nhưng cái này được có một cái là nó không có nở giống như cái củ tiếu mà ở EK phải không? Sướng quá nhớ rồi ta. Nhớ chứ. Ở EK một cái tô củ tiếu vậy thôi, cấp mà mình câu củ tiếu nó rất là mỏng. Dạ. Khi mà trụng ra đó, nếu mà má ăn chậm thì nó nở ra bằng hai. Dạ. Thành ra là tưởng tượng con ăn một rồi ra hai. Dạ mà cảm ơn. Thấy không? Cái má nói là bánh canh cá, bún cá. Đúng, bún cá. Bún cá EK. Cái đó là bún hay ha. Dạ. Bún mà má tưởng củ tiếu tại nó mỏng mỏng. Không nó cũng làm thủ công. Ăn nó nở giả mang. Nở dữ dằn lắm. Nhưng mà đừng có nói cái gì nở, bánh canh nhà má 30 kén nó cũng nở nữa đó con. Giả mang. Cố lên con. Dạ, được, tại vì được. Cái tô của má bằng hai của mấy cái tô khác nữa nha. Dạ bự thì. Nuôi đây luộc ăn cũng ngon lắm á.
Ở đây nó là không quá nhão, đúng rồi, không cứng, mềm dai. Hôm qua là con tới đây con có ăn mấy tô bún của bé Trang hả? Con sáng ăn 3 tô. Hai tô bánh, một tô bánh lọt còn ít thôi. Xong rồi làm một tô bún hết rồi. Là lúc đó 10 giờ rưỡi rồi. Đúng rồi. Rồi. Xong rồi hết rồi cái còn nước dùng á. Xong rồi Trang có mấy cục xíu quách á, Trang dớt cho con. Thấy cái mặt ăn ngon là thấy sung sướng kìa. Dạ, cưng quá lắm. Cưng quá. Nấu mà khi mình không có người ăn ngon á, thưởng thức mình thích lắm đúng không? Đúng rồi. Con cứ đi rong rổi đâu không biết, nhưng mà khi dừng chân là cứ về má nha. Dạ, con biết. Về má được ăn những món má nấu. Những món má nấu giống như ăn sáng thì bà Trang nấu. Dạ. Nè, cà phê của má là cà phê sạch nè. Dạ đúng. Đó, nghĩ là khán giả của con cũng chưa biết cái cơm mẹ. Trưa nay má sẽ cho con ăn cơm mẹ để mọi người còn biết cái cơm mẹ là sao. Dạ. Nha. Rồi cá lóc đồng nướng chua gôm nè. Wow. Rồi con thích ăn vịt xiêm nấu chao không? Dạ. Cái món đó mà thấy xuất sắc hơn nha. Đậu mắm này chuyện bình thường. Rồi. Con cuối cùng ơi. Mấy má con mình ăn sơ sơ vậy được rồi ha, ba món thôi ha. Kéo lúa về làng ly này của con. Lùa nha. Con lùa luôn nha má. Rồi con lùa để con. Mà cả nhà lùa thôi. Xuất sắc luôn. Giỏi con gái rồi. Ôi cho con gái mình một chàng pháo tay xuất sắc luôn ở nhà mình ơi. Hôm nay mình và con gái Nga Sumo, con gái Nga Sumo của mình ở tại cái quán cà phê Nhi đã xuất sắc vượt lên chính mình. 7 tô vịt xiêm tìm thuốc bắc. Dạ, nhưng mà mỗi một cái tô vậy là gấp 2 lần của cái khách đến quán cà phê Nhi nha. Đó. Thành ra là mình rất là vui. Con gái mình nó ăn ngon miệng nè, ăn thích nè. Cái nhìn cái gương mặt nó đã luôn má. Cảm ơn má Nhi rất là nhiều. Rồi hôm nay là hai mẹ con là bắt đầu ăn những món ăn ngon rồi. Thì bây giờ con gái mình uống cái gì đây con? Con đang uống là Việt Quốc bestseller của cà phê Nhi. Ngon không con? Lần đầu tiên con uống luôn, ngon. Rất là ngon. Còn đây nha. Mình uống một cái ly cà phê pha máy nhưng mà xuất sắc cả nhà. Thơm ngon, nhưng mà đặc biệt là nếu mà cà phê pha máy là mình phải uống ít cà phê để mình nghe, lắng nghe được cái mùi cà phê chất của nó đó con. Dạ. Thơm ngon quá con ơi. Dạ mà. Wow. Quá ngon con ơi. Uống kéo hơi cái màu cà phê nè, đó, xuất sắc luôn. Đã. Má hơi nhà nhà đó con. Nhưng mà má đi từ Hàn Quốc về mà má khỏe nha. À, đúng rồi. Tuyệt vời luôn á. Má cùng với mấy cái chị em của má, bạn bè má bên xe đạp phong trào. Đặc biệt là có một cái câu lạc bộ trung thành của một cái công ty trung thành ở Hà Nội, cũng công ty đã bán tất cả gia vị nước tương, nước mắm, nhòa dùng mà cũng nổi tiếng ở Hà Nội. Thì có một cái câu lạc bộ là khoảng 30 người con, mang xe hết, má cũng mang xe theo. Mà lần đầu tiên là má đi một mình, bố là có công việc ở nhà giấy tờ, thành ra là má đi một mình lên cái sân bay Cần Thơ. Lần đầu tiên đi một mình nha, trong khi đi với bố là dựa dẫm vô bố nha. Nhưng mà chuyến này mình phải như vậy tập cho nó quen con. Rồi là đi ra Hàn Quốc là 4 ngày nhưng mà đạp xe 2 ngày. Một ngày trước là mưa tầm tã đi về là 40 cây số, ngày sau thì trời không mưa mà nó cũng ông trời cũng thương má, tại má không thích nắng. Thành ra là khi mà chạy cái trời ẩm là đi về 120 cây số, mà có leo dốc leo núi, nhưng mà má của con đã vượt lên chính mình. Nhưng mà tất cả anh chị em Hà Nội rất là nể phục má. Chị Nhi chuyến này là đạt, không có cần phải chờ đợi. Mà chị Nhi có lắm lúc còn gọi là năng động, chạy lên phía trước nữa chứ. Gọi là lý lắc á. Lắc qua lắc lại. Giống như má là cũng như là nhanh nhẹn đó. Không phải là nói là gọi là cái dạng chậm chạp mà để đi phía sau. Có thể là chị em người ta là từng leo núi, tại vì ở Hà Nội thì người ta hay đi lên Tam Đảo đồ. Còn má chưa từng đi lên dốc cao.
Đó, má chỉ đi ra dốc cầu Cần Thơ thôi. À, thành ra là má đã vượt lên chính mình xuất sắc để là chị em là ở Hà Nội người ta phải nể phục người phụ nữ miền Tây. Con đặc biệt tự hào là luôn. Người đẹp tây đô nha. À, đó. Mình tự hào má Nhi luôn đó. Đúng rồi. Thôi bây giờ cái cuộc phim đến nay má con mình cũng xin kết thúc nha. Dạ. Cảm ơn khán giả đã theo dõi Nga Simo và Bếp Má Nhi. Cả nhà mình ơi nhớ ủng hộ Bếp Má Nhi nha. Cũng như ủng hộ Nga Simo. Vào lúc 6 giờ mỗi ngày nha cả nhà. Mình gắng cố gắng hết sức. Từ hôm nay có con gái mình là đem cái động lực cho mình. Mình sẽ mỗi ngày đưa cho cả nhà mình một cái kênh. Chào cả nhà nha. Chào gia đình nha. Ủng hộ cho Bếp Má Nhi nha.